Mình rất là nghe thích nghe, tiếng này mình sẽ rót cho mọi người nghe. Và hôm nay thì có một cái gì đặc biệt nữa mọi người ạ, đấy là tròn 1 năm vợ chồng mình đã chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Một năm ấy quá nhanh luôn. Các bạn có nhớ thời điểm năm ngoái không, là bọn mình vào trong này và bọn mình quay rất là nhiều vlog này, rồi sorry cho mọi người trong cái quá trình mà bọn mình chuẩn bị cái căn nhà này như thế nào. Thế mà bây giờ nó đã một năm rồi mọi người ạ. Chia một cái chứ nhỉ. Ok, chúng mình thật ra là bọn mình cũng không bao giờ bọn mình nghĩ rằng là sẽ có một ngày nào đó mà bọn mình từ Hà Nội cả gia đình cùng nhau chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, sinh sống ở trong này mà làm việc này, xong rồi có một cuộc sống ở một thành phố mới như thế này đâu. Từ miền Bắc chuyển hẳn vào miền Nam đó, thì nói chung là rất là bất ngờ. Và sau tất cả những cái gì mà một năm vừa qua mà bọn mình ở đây thì bọn mình cũng muốn gửi một lời cảm ơn rất là chân thành tới Sài Gòn vì đã yêu thương chúng mình, cho bọn mình ở đây và cùng nhau làm việc, cũng như là cùng nhau cả gia đình mình cùng nhau sống tại đây. Hôm nay thì bọn mình cũng muốn là ngồi xuống đây để làm cái video, trước tiên là để cho bọn mình đánh dấu cái mốc này, sau này còn xem lại, và cũng muốn chia sẻ với mọi người về những cái quá trình những cái tổ ấm mà chúng mình đã từng ở với nhau 8 năm. Có nghĩa là 8 năm từ ngày 7 năm chứ. 8 năm, 7 năm xong, bây giờ sang năm thứ 8 rồi. 7 năm yêu nhau, sang năm thứ 8. Okay. Đó, nói chung là suốt quá trình mà vợ chồng mình quen nhau, yêu nhau, cưới nhau, sinh con đến bây giờ thì bọn mình đã trải qua những cái tổ ấm nào, những căn nhà như thế nào, thì qua video ngày hôm nay thì bọn mình sẽ chia sẻ một chút để cho các bạn có thể hiểu vợ chồng mình hơn nhé. Bắt đầu nơi ở đầu tiên của bọn mình đi, là tổ ấm. Nói là tổ ấm thì cũng không đúng, tại vì là lúc đấy thì bọn mình chưa có lập gia đình, mới chỉ đang là người yêu nhau thôi, mà còn thậm chí là mới yêu nhau. Mình biết là ở đây sẽ có rất là nhiều bạn cũng mới vào xem vlog này hoặc là biết đến chúng mình chỉ mới qua vlog này thôi, nên là bọn mình sẽ kể lại một chút xíu để cho mọi người có thể nắm được. Thì đó, thì hồi đấy là mình nhớ luôn vào ngày 7 tháng 10 năm 2014, thời gian đấy là cái ngày hôm đó thì là ngày bọn mình khai trương cái cửa hàng thứ hai của bọn mình ở địa chỉ là 163 Đông Cát, và đó cũng là một cái cột mốc mà đánh dấu vợ chồng mình có một cái tổ ấm ở chung với nhau lần đầu tiên. Mọi người biết là bọn mình cũng đã sống thử với nhau trước khi mà bọn mình làm đám cưới đúng không, và đó chính là cái nơi mà bọn mình đã sống thử tại cửa hàng của bọn mình luôn. Bọn mình tìm được một căn nhà này ở phố Đông Cát, và chắc chắn là nếu như bạn nào ở đây mà là khách hàng lâu của 22 thì chắc chắn là mọi người sẽ biết đến những cơ sở 163 Đông Cát đấy. Đấy là một cái căn nhà cấp 4 rất 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 là cũ luôn mọi người ạ. Ở trong đấy là phải đến mấy thế hệ sinh sống, kiểu nói chung khi bọn mình bước vào cái căn nhà đấy cho thuê rất là rẻ, và nó được thuê đến 3 tầng nhỉ. 3 tầng nhưng mà rất là rẻ mọi người ạ. Nhưng mà bù lại thì nó sập sệ vô cùng, và nó là nhà cấp 4, ẩm dột. Nhưng mà bọn mình nghĩ là xác định cũng sẽ phải sửa lại hết, cho nên là bọn mình quyết định là bọn mình thuê luôn, sẽ làm luôn một cái phòng ở trên tầng cao nhất để mà nhỡ ví dụ như hôm nào mà ở cửa hàng mệt quá thì có thể lên ngủ trưa hay như nào đấy. Và về sau này thì đấy chính là cái chỗ mà bọn mình sống chung với nhau lúc mà bọn mình yêu nhau. Thì là đó, đấy là nơi đầu tiên. Tả cho mọi người một chút cái căn phòng đó nhá. Cái căn phòng đó ấy, thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 15m2 thôi. Rất là nhỏ, một hình vuông 15m2 như thế này, và chỉ kê được đúng một cái giường này, một cái tủ quần áo đơn, và một cái tủ lạnh mini. Cái tủ lạnh mini mà nó chỉ thấp đến mông mình thôi ấy. Cái tủ lạnh đấy là của bố mẹ cho mình. Bố mẹ mình cho. Còn nồi niêu xong chảo là Bên nhà anh cho. Đấy. Đó. Thì khi đi mua phản giường đấy. Đấy, đi mua phản giường, mà hồi đấy cái giường của bọn mình nó chỉ là những cái tấm gỗ, mà những cái tấm gỗ mà người ta hay dùng để mình đây, mình cũng không biết tả nào, mình sẽ để cái hình ảnh ở đây. Nó chỉ là 2-4 cái tấm gỗ phản gỗ để như vậy, và để một cái đệm lên trên thôi. Rất là đơn sơ và nhỏ, cái phòng đấy nhỏ cái lắm. Cái bàn trang điểm nhỏ của vợ và ở ngay cạnh bên giường. Đấy, nhỏ lắm. Kể vui vui cho mọi người chút, bởi vì là ở cái nơi đầu tiên này thì bọn mình có rất là nhiều kỷ niệm. Như đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều đấy, là khi mà bọn mình quyết định sống chung ấy thì bọn mình cũng sợ là hai bên gia đình không đồng ý, và bọn mình cũng không còn nói là bọn mình sẽ ở đấy như nào đâu. Thế nhưng mà xong dần dần thì nhiều hôm kiểu làm hàng mệt này xong nhà đấy là bọn mình cũng cứ ngủ luôn ở đấy. Hai bên gia đình của ngầm hiểu rằng là hai đứa đã quyết định là ở đây với nhau rồi, nhưng cũng mà rất là tin tưởng hai đứa lắm, tại vì cứ bảo là thế bây giờ ở đây kiểu thiếu cái gì thì hai nhà cứ thế là góp dần, xong rồi kiểu như là kiểu bộ chăn ga, kiểu nói chung cũng rất là vui khi mà bố mẹ hai bên kiểu ủng hộ bọn mình, cho nên là bọn mình cũng tự tin hơn để vun vén cái nơi ở sống chung đầu tiên đấy của bọn mình. Xong đấy thì kể cho mọi người một chút, đấy là
thực ra là nói là nhà thì cũng không đúng nhỉ. Đấy, mà thực sự nó chỉ như là một cái căn phòng thôi, một cái căn nhà kho thôi ấy. Thế xong rồi bọn mình kiểu chả chứ ở dưới là còn sàn bê tông cơ mà, đúng không? Mọi người sẽ thắc mắc là bọn mình sẽ đi vệ sinh các thứ như thế nào, đúng không? Thì cái nhà vệ sinh ấy thì nó lại là nhà vệ sinh ở dưới tầng 1, ở dưới cửa hàng của bọn mình. Và mọi người tưởng tượng nhá, là cái nhà vệ sinh này nó bé lắm, chỉ ví dụ như mình đứng đây, mẹ Loan đứng đây không thì thể. Bên cạnh đấy nó là cái bồn, cái bồn cầu, thì bên cạnh đấy nó là cái bồn cầu đấy, nó chỉ bé đến mức độ mà kiểu xin xít nhau. Và cái bồn rửa mặt ấy nó chỉ là một cái bồn ở góc và nó chắc là chỉ to hơn bàn tay mình như này một xíu thôi này. Nói chung là bé lắm luôn ấy. Và mỗi lần mà kiểu đi vệ sinh thì đang ở tầng 3 chạy xuống tầng 1, rồi xong từ tầng 1 lại chạy lên đấy. Thì cái quá trình mà khi mà bọn mình ở đó ấy, thì vào những cái ngày mùa đông ấy, mọi người hiểu cái cảm giác mà kiểu cứ chạy lên chạy xuống đấy mà đi vệ sinh sau khi mà các em nhân viên đã đi về và cửa hàng đã đóng cửa rồi ấy, nó một cái cảm giác rất là thốn luôn. Thốn cực kỳ. Mà đấy là chưa hết nhá, ở bên cái phòng của bọn mình ở trên tầng 3 ấy thì nó có ra một cái lô ra, một cái lan can, và bọn mình tận dụng cái khu đấy để làm một cái bếp. Cái bếp hồi đấy nhá, nó không được như là một cái bếp kiểu long lanh tuyệt vời như bây giờ đâu mọi người. Nó chỉ là những cái mẩu gạch thừa này, những cái gạch lát sàn ấy, những ô gạch vuông lát sàn này, những viên gạch đỏ và những cái khung sắt được chồng lên nhau rất là tạm bợ. Mình có ảnh không nhở? Khó lắm thì anh sợ là ngày xưa mình có ảnh đấy, nhưng mà do điện thoại bị mất cho nên là bị mất những cái ảnh. Thật ra là đấy, những cái ảnh rất là đáng quý luôn. Khi mà sống chung với nhau ấy thì rõ ràng là sẽ phải ăn uống hàng ngày rồi. Ăn uống hàng ngày thì không thể nào mà suốt ngày cứ chở nhau đi ra ăn hàng ăn quán. Thứ nhất là vừa tốn kém, cả hai đứa cũng chán ấy, cũng nhớ cơm nhà ấy. Lúc đấy thì mình cũng không hề biết là bố Kiên kiểu thích nấu nướng hay biết nấu nướng gì đâu. Đó, và chồng mình cũng không hề có nói với mình là chồng mình kiểu nấu nướng gì cả. Xong tự nhiên là hai vợ chồng mình mới cứ bữa này bữa kia nhỡ nhàng quá, thấy nhỡ nhàng quá thì bắt đầu là trồng gạch này, xếp gạch lên, xong rồi là đi Trung Quốc, xong rồi vào IKEA để mà mua nồi. Nói chung là những cái nồi nó rất là rẻ, những cái bát rất là rẻ. Nhưng đây là những cái bát hồi đấy trồng nhớ không? Đây là những cái bát đầu tiên này. Đây là những cái bát đầu tiên. Mỗi lần rửa bát là đây, rửa bát là ngồi xổm mọi người ạ. Giống như là kiểu ngày xưa ấy, mình về với xong rồi vòi mình rửa, chung là rất bất tiện luôn. Và hôm nào mùa đông thì làm gì có nước nóng, không có nước nóng luôn, rửa phải bằng rửa nước lạnh mà nó còn kiểu như là nước giếng khoan ấy. Đấy là chưa kể nhá, là tại vì nó ở ngoài lô ra ngoài trời và mọi người lại có thức ăn nữa. Buổi đêm chuột nó chạy ở ngoài rầm rầm, chuột chạy qua bếp, chạy qua nồi niêu sau chảo, chạy qua bát ăn của mình. Mà thật ra là cái bây giờ mà có cái ảnh đấy thì thật sự là rất là đáng quý luôn đấy, tại vì là không thể nào tả và mọi người sẽ không thể tưởng tượng ra được cái sự tạm bợ của cái bếp như đấy đâu. Thật sự nó rất rất là tạm bợ luôn. Bê mâm và ngồi bệt ở trên đất ở trong phòng ngủ cạnh cái giường để ăn cơm đấy. Nói chung là bọn mình đã trải qua những cái ngày tháng nó như thế, cho nên là bọn mình thật sự là rất là nhớ luôn. Và đây là những cái kỷ niệm bọn mình thấy rằng là rất là đẹp, chẳng có việc gì mà phải lăn tăn với nó cả. Chăm nhau ốm ở đấy xong rồi. Chăm nhau ốm. Chồng còn nhớ cái lần mà mình chụp ảnh cho 22 mà lúc đấy đúng gần rồi. Tết không? Anh vẫn còn cái đấy, cái anh đấy thì anh vẫn còn. Đến 3-4 giờ sáng, tức là sao? Gần Tết rồi, xong rồi cũng chẳng thể nào hàng về bị đột ngột quá, xong không đi chụp được. Mà mọi người biết rồi đấy, là hồi đấy phải chụp ảnh lên thì mới có thể là bán hàng được. Thế là xong rồi nửa đêm hai vợ chồng mới quyết định là biến cái chỗ ngủ của mình là hết cả thảm phiếc lên để làm thành cái đi thuê đèn, đi thuê ấy, đi thuê đèn, đi thuê máy ảnh. Hai vợ chồng cứ chụp ảnh cho nhau để bán hàng. 3-4 giờ sáng dọn mệt chứ mọi khủng người khiếp. Mệt lắm. Cái đấy thì mình còn ảnh hàng, bạn nào bán hàng thì mọi người sẽ biết cái việc mà tự làm hàng xong rồi tự chụp mẫu, tự thay đồ nó rất là mệt luôn. Xong đấy chụp ảnh xong cái là kiểu gãy lưng luôn đi, ấy đi sửa ảnh rồi để up để ngày mai có thể bán kịp trước Tết, tức là nếu không thì không kịp ship đi thì sẽ không thể nào mà thu nhập trước Tết được, kiểu lại là như thế. Đấy là một cái giai đoạn mà bọn mình nghĩ rằng là bọn mình đã rất may mắn khi bọn mình trải qua với nhau. Đấy, cái khoảng thời gian đấy. Và khi mà sống với nhau ở cái phòng đó, sống với nhau ở cái phòng chỉ có mười mấy mét vuông đó, cái bếp tạm bợ đó, cái toilet bé xíu 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 đó, thì bọn mình không bao giờ bọn mình nghĩ rằng là bọn mình sẽ có được như ngày hôm nay. Đó, tuy nhiên thì bọn mình sống ở đó thì khoảng là tầm 8 tháng. Bọn mình sống ở đấy khoảng tầm 8 tháng, từ tháng 10, à không, xin lỗi mọi người, bọn mình sống ở đấy khoảng tầm 6 tháng, từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, đến tháng 4 năm 2015, thì mình với cả mẹ Loan mình quyết định với nhau là sẽ có một bước tiến xa hơn trong mối quan hệ này, và bọn mình sẽ quyết định là đi thuê nhà. Cho em kể, cho em ăn lời như này. Mình rất là nhớ như này. Tức là cái chuyện khi mà bọn mình ở cửa hàng với nhau ấy thì thực ra là như mình vừa nói là hai bên gia đình cũng chỉ biết là như vậy và ngầm hiểu là như vậy, chứ không có nói một câu rõ ràng là sẽ cho hai đứa ở chung với nhau hay như nào. Thế thì đợt đấy khi mà chồng mình cứ thấy rằng là
Tại vì là từ mùa hè thì ok, nhưng mà đến mùa đông, thì mọi thứ nó bất tiện quá mọi người. Nước thì lạnh, xong rồi nhà vệ sinh tít ở dưới tầng 1, ngủ thì cũng lạnh. Nó sát mặt đất ý, chứ không có giường để mà nằm. Thế xong rồi tự nhiên bố kia nói với mình là, lúc đấy chồng mình nói với mình là anh thấy như này không ổn, kiểu nếu như mà xác định là hai vợ chồng hai đứa mình còn ở lâu như này thì như này nó rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của hai vợ chồng mình. Thế là chồng mình quyết định là chồng mình đi tìm nhà, tìm một căn hộ ở khu chung cư nào đấy để thuê. Thì trong đầu mình lúc đấy mình nghĩ là mình rất là muốn cản, vì mình rất sợ bố mẹ mình sẽ không đồng ý cho việc mình tự nhiên chưa lấy chồng thế chứ gì đi dọn ra ở một cái nhà hẳn hoi với cả người yêu như thế. Thì thực sự chung là bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian 7 năm đấy, mình không bao giờ mình nghĩ rằng là bọn mình sẽ có tất cả những cái như ngày hôm nay. Thật sự bọn mình không thể nào bọn mình nghĩ được là bọn mình sẽ có tất cả những cái như thế này 7 năm trước. Xin lỗi mọi người nhé, trong một phút xúc động thì là câu chuyện như thế. Thì đấy, để Mỹ Loan kể tiếp là kiểu cảm giác sau khi 6 tháng mà ở đấy thì mình thấy rằng là mình không thể nào tiếp tục có một cái cuộc sống như thế được ấy mọi người. Mà thực ra là bọn mình bán cửa hàng cũng rất là ok. Hồi đấy thì trộm phía là 22 cũng là một trong những cái cửa hàng mà rất là đông khách. Lúc nào bọn mình mở cửa hàng ra là khách hàng cũng xếp kiểu hàng dài luôn. Mình rất là vui tại vì hồi đấy là mọi người rất là trộm phía. Đấy là mọi người ủng hộ ai vợ chồng mình. Tại vì là kiểu mọi người cảm giác là chỉ thông báo hàng mới về thôi, chẳng có sale trước gì cả. Sáng kiểu mọi người cứ xếp hàng dài ra để chờ cửa hàng mở lên một cái là sẽ khách vào mua luôn. Kiểu thế nên là kiểu hai vợ chồng rất thích cái cảm giác là ở trên tầng, xong rồi sáng dậy kiểu mở hàng mới một cái là mọi người chạy ào vào cửa hàng, vui lắm. Thế xong rồi bọn mình kiểu thực ra là lúc đấy kiếm thu nhập so với cả là ở cái độ tuổi đấy và vào cái quãng thời gian đấy là mình là rất ổn rồi. Nhưng mà được cái là hai đứa cũng chẳng bao giờ tiêu pha ăn chơi bời gì cả, mà cứ hai đứa cứ làm lụng với nhau thế thôi. Thế xong rồi khi mà thấy rằng là mình cũng kiếm ra tiền mà, chứ có phải là không đâu, mà tại sao hai đứa ở khổ thế. Thế là bố kia mới đi thuê nhà. Tuy nhiên mình quyết định này là lại bị mình quyết định là đi thuê nhà, tại vì mình không thể nào mà mình xác định sống với một người mà mình sẽ ở lâu dài mà lại sống ở trong một cái môi trường nó như vậy được. Hôm đấy bố mình đang đi xe, đang chở xe trên một cái ô tô, thì có bố mình này, mẹ mình này, chị gái mình và chỉ có bố với chị Hạnh với cả hai vợ chồng mình thôi. Đấy thì bố với hai vợ chồng mình với cả chị gái mình thì tự nhiên chồng mình nói là con tính, tức là không có sự chuẩn bị gì luôn với mình luôn. Tự nhiên chồng mình ngồi với bố mình nói con tính là sắp tới con sẽ không ở cùng Loan ở Đông Các nữa, mà con sẽ đưa hai đứa đi ra thuê một cái nhà ở cho hẳn hoi. Ôi, không suy nghĩ một giây sau mọi người. Thế với mọi người luôn là lúc đấy mình hai tay mình kiểu run, mặt mình kiểu nói chung là mình sợ lắm. Tự nhiên sau này bố mình nói là bố cũng nghĩ là nên như thế rồi, và bố thấy là như thế hợp lý, các con làm đi. Nói chung là nếu là bố mà xem được clip này nhỉ, bọn con rất là cảm ơn. Không bao giờ nghĩ được. Thực ra nếu như là hôm đấy mà bố không đồng ý như thế thì bọn con nghĩ là bọn con không thể đi xa hơn được nữa. Đó, và đấy là một, có thể là hơi dài một chút, câu chuyện hơi dài một chút, nhưng mà đấy là một cái nơi mà đầu tiên mà bọn mình ở, mặc dù ở trong thời gian ngắn thôi, ở nửa năm, và nó chẳng có một cái gì đặc biệt cả, nhưng mà với giá trị tinh thần của bọn mình thì nó là một cái rất là lớn. Và câu chuyện đằng sau ấy, khi câu chuyện mà bọn mình bắt đầu đi thuê nhà, nó cũng là những cái câu chuyện rất, mình nghĩ cũng rất là buồn cười nữa, và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ tiếp với mọi người nhá. Đến thời điểm thứ hai thì mọi người biết rồi đấy, nó sẽ là cái căn nhà mà mình đi thuê sau khi mà mọi người ở Đông Các, đúng không? Thì đợt đấy bọn mình cũng lăn tăn, cũng không biết là bây giờ đi tìm khu nào, lúc đấy tìm nhà nào cũng vừa 10 triệu hoặc là 8-9 triệu, nhà nào mà 5-6 triệu thì trông lại rất là kiểu sập sệ. Đây, mình có những cái ảnh đấy luôn, mình có những cái ảnh một vài option khoảng tầm 4-5 triệu ở đây. Thì thực ra là bọn mình cũng không quá cầu kỳ về chỗ ở đâu, nhưng mà tại vì bọn mình nghĩ là sẽ vẫn phải có một cái nhà hẳn hoi để bọn mình có thể chụp ảnh đồ mới, hàng mới ở đấy và phục vụ cho công việc của mình. Khi tìm nhà này nhà kia, nói chung là giá dưới 10 triệu thì hầu như là đều không hợp lý của vợ chồng mình. Thì đến cái nhà cuối cùng kiểu rất là mệt rồi thì tìm đến cái nhà này, thì đến khi mà đến cái nhà này thì khi bước vào nhà một cái thì khu chung cư đấy trông rất là cao cấp,
rất là cao cấp đối với vợ chồng mình thôi. Khi mà mình bước vào cái căn nhà đấy thì trong cái căn nhà đấy toàn là sập gụ tủ chè, kiểu một cái bàn thờ to đùng giữa nhà, rồi là gỗ. Thì cái anh đấy, cái chủ anh chủ nhà đấy rất là nice, là vợ anh cũng vừa mới đẻ và anh chị cũng phải về ở chung với ông bà, không ở căn nhà đấy tiếp được. Thế là anh chị nhìn thấy vợ chồng mình làm sao, anh lại bảo là anh rất thiện cảm bởi vì có rất là nhiều người đến đây thuê rồi nhưng mà anh cảm thấy anh không ưng. Là hai vợ chồng đến thì anh đâu thấy... anh Dũng còn nhận ra anh đóng phim nữa. Ừ đấy. Ra là hồi đấy là 11 triệu với vợ chồng mình, nó là một cái số tiền lớn, nhưng rất lờ lớn luôn, để bỏ ra 11 triệu đều đặn hàng tháng để mà thuê nhà. Vợ chồng mình lăn tăn rất là nhiều. Nhưng mà thôi, cuối cùng thì bọn mình cũng xác định là của tiền nào thì của nấy, cho nên là bọn mình chốt là bọn mình thuê ở đây. Và khi mà bọn mình thuê ở đây thì hồi đấy thì bọn mình vẫn có chụp nhiều ảnh hơn, thì nhiều người cứ nghĩ là bọn mình mua nhà nhưng mà thực chất là không phải, bọn mình thuê thôi. Đấy, và khi mà mới vào đó thì nó là một cái căn nhà chung cư ở tầng 5 này, 110m², 3 phòng ngủ, 2 toilet, xong rồi khu bếp thì sạch sẽ, khang trang, rộng rãi, lan can rất rộng, view xuống đường. Nói chung là không bao giờ bọn mình nghĩ rằng là bọn mình sẽ được ở một cái căn nhà nó đẹp như nó thế. Rộng. Tại nó rộng để mà nó đẹp là đẹp thì nó cũng chưa đúng ý của mình, nhưng mà nói chung là rất là ok. Mọi thứ khi mà chuyển hết đồ đạc đi thì trong nhà nó cũng trắng trơn, cũng rất là ok. Xong rồi mình ở nhà đấy một thời gian sau thì mình cưới nhau nhở. Bọn mình về đấy ở là đâu đấy là 30/4, 1/5. Đó, xong rồi 30/4, 1/5 là sinh nhật anh. Sau đấy thì khoảng tầm 2 tháng sau, 1 tháng sau là vợ chồng mình cưới. 1 tháng sau là vợ chồng mình cưới. Đúng rồi. 1 tháng sau vợ chồng mình cưới. Thì ở nói chung là ở căn nhà đấy là một căn nhà mà có rất là nhiều kỷ niệm, chắp cánh ước mơ. Em có nhớ cái cảm giác không, là khi mà mình mới vào cái nhà đấy á, rồi mình tự đi sắm tất cả mọi thứ, sắm thích. Từ cái bàn ăn, sắm từ cái giường màu trắng, sắm từ cái ghế sofa mà có thể nằm ngửa ra được ấy. Đến bây giờ cái đấy mình cho về nhà bà ngoại này. Và mà hồi đấy sắm là trong một cái tinh thần là kiểu như là chắc chắn là mình sẽ cưới nhau rồi. Và những cái đồ này thì về sau nếu mình không có thuê ở đây thì mình sang nhà khác thì mình vẫn mang theo được, cho nên là cũng không muốn sắm những cái nó tạm bợ quá, cũng phải là có giường tủ hẳn hoi một tí, không xịn nhưng mà nó phải ra hình hài, là cái giường là cái giường chứ không thể là cái phản được. Đấy, có một cái kỷ niệm mà ngay sau đám cưới của vợ chồng mình mà mình rất là nhớ. Là gì? Nhớ không? Hay để em kể chuyện này cho nhá. Chuyện gì? Tức là thế này mọi người ạ. Khi mà bọn mình cưới nhau ấy thì mình sẽ về bên nhà bố mẹ mình ở. Tất nhiên rồi vì mình là cô dâu mà, còn chồng mình thì sẽ về bên Gia Lâm để ở. Đấy. Thì hai đứa sẽ không ở cái nhà ở bên Hà Nội đấy nữa, mình về Đông Anh còn chồng mình về Gia Lâm. Thế xong rồi chìa khóa thì chồng cầm. Xong rồi. để tìm lại cái ảnh đấy hình như còn. Xong rồi ngày mai là ngày cưới thì hai vợ chồng không được ở với nhau mà cứ nhắn tin cho nhau thôi là anh ở đâu, anh làm gì. Thì chồng mình cả ngày hôm đấy bảo là giúp mọi người để chuẩn bị dựng dạp dựng riết ở bên nhà chồng mình. Thì mình ở bên nhà mình thì mình cũng nghĩ là như vậy, hai đứa cũng đóng cửa nhà bên kia như thế thôi. Thế xong rồi hôm sau là đám cưới của vợ chồng mình. Đám cưới xong thì vợ chồng mình sẽ thi thẳng từ cái chỗ mà tổ chức tiệc cưới để đi về nhà luôn. Thì mình nghĩ rằng là mấy hôm vừa rồi là chẳng ai ở nhà thì chắc chắn là ở nhà sẽ kiểu bụi bặm lắm ấy, mà tính mình rất là sạch sẽ, mình muốn về nhà là nó phải sạch sẽ tinh tươm ấy. Thế mình mở cửa ra một cái thì còn một bức ảnh đấy không nhở? Còn hoa hướng dương đúng không? Tràn ngập một cái nhà, không đến nỗi là tràn ngập nhưng mà cũng nhiều. Tất cả các lọ hoa trong nhà và tất cả những cái chỗ ở trong nhà đều có cắm hoa hướng dương. Và chồng mình thì biết là mình rất là thích hoa hướng dương ở thời điểm đấy, và đến bây giờ cũng như vậy, là chồng mình cắm hết nhưng mà mình không biết là chồng mình cắm lúc nào. Hay từ kể này mới đúng này, mùng 6 tháng... Xin phép mọi người nhớ cho mình ngồi ngang, tại vì mình muốn nghe chồng mình kể. Tại vì là ngày mùng 6 tháng 6 ấy, thì là cái ngày mà tại vì bộ chồng mình nhà của... Vợ chồng mình làm đám cưới thì vợ chồng mình không làm chung. Nhà trai, nhà gái. Thì ngày buổi 6 tháng 6 là làm bên nhà gái, và ngày buổi trưa là làm bên nhà vợ. Cũng kiểu như là bày cưới, com lê các thứ như một buổi tổ chức lễ cưới bình thường. Đó, thì hôm trưa ngày hôm đấy đi ăn cưới bên nhà vợ mình xong, thì cô dâu chú rể ai về nhà nấy. Đó, cô dâu chú rể ai về nhà nấy. Và cái ngày chiều ngày 6 tháng 6 đấy thì sau khi mà buổi trưa cưới ở nhà em xong ấy, thì anh rảnh mà, thế là anh mới vòng sang bên Hà Nội, anh mua hoa và anh kiểu cắm hoa ấy, các thứ ở bên đấy. Để ngày mùng 7 tháng 6, sáng ngày mùng 7 tháng 6 thì mình sẽ sang bên nhà vợ mình đón dâu này. Sau đấy thì chiều mùng 7 tháng 6 là sẽ đưa dâu về bên nhà trai mình tổ chức ở tiệc cưới ở bên Hà Nội. Đó, tổ chức tức là vừa cưới mình xong, vừa cưới bên nhà gái xong thì mình chạy sang bên Hà Nội mình cắm hoa thứ như thế. Và ngày mùng 7 tháng 6 là sau khi mà hai vợ chồng làm đám cưới ở nhà trai xong, là xong hết tất cả thủ tục cưới rồi, thì hai vợ chồng về nhà, cái nhà thuê đó, thì cái nhà thuê đó thì mình đã cắm hoa hướng dương hết rồi. Đấy. Ừ, đấy, thế là anh nghĩ là ngày mùng 7 anh đấy đi.
mùng 7 đi ở lúc nào? Mùng 7 trưa sang nhà đón đón dâu bà, xong rồi chiều sang bên nhà tôi ăn cơm, thì đó là lúc nào thì đi ở lúc nào nữa. Đấy, thế là cắm hoa vào cái ngày hôm đấy ở cái nhà đó. Thì đó, đấy là cái nhà mà bọn mình thuê. Nhưng thứ anh hai một cái chi tiết rất là đặc biệt, đấy là bị rơi chìa khóa dưới thùng rác. Ơi, chính vì ở đấy mà mình cảm động vô cùng mọi người ạ. À, tức là chồng mình trong lúc vội vã mà cắm hoa để, tại vì là ở nhà cũng sẽ rất là đúng rồi, đúng rồi, em xem nhớ thế. Rất là ở nhà mọi người biết đấy, là đám cưới bọn mình ở nhà mọi người rất là lu bu công việc, và tất nhiên là bọn mình cũng phải tham gia giúp rồi. Thì chồng mình lu bu quá, chồng mình dọn hoa xong chồng mình đi vứt chìa khóa đi vứt cuồng hoa thì trên tay cầm cái chìa khóa xe máy luôn, xong cả chìa khóa xe luôn thùng rác. Vào cái thùng rác đấy luôn. Xong cái có nghĩa là cái thùng rác ống ấy mọi người, tầng 5 thì kiểu có một cái ống thả rác xuống, thì tất cả rác nó sẽ rơi xuống cái nhà rác ở dưới tầng 1. Thế là xong đấy rồi chồng mình phải ở lại đấy để bới rác mọi người ạ. Từng... thuê cũng phải nhờ cô lao công, là cô ơi cho cháu gửi cô 200.000 hay sao, em nhớ rất nhớ luôn. Xong rồi là cùng với cả cô ấy bới, tại vì cô ấy để đi bới trong cái đống rác của cả một cái tòa nhà chung cư như thế để tìm cái chìa khóa của chồng mình, bởi vì bây giờ mà không có chìa khóa thì làm sao mà đi về được, đúng không? Đó, thế là xong kiểu bới, may là cũng tìm, bởi vì là cái rác vừa vứt xuống thì nó sẽ ở trên cao trên đỉnh luôn ấy, thế là cũng tìm dễ. Thế tìm được cái chìa khóa đấy thì vào hôm sau kiểu kể với mình thì mình cảm thấy rằng là, tức là khi mà mình đám cưới xong mình về mình nhìn thấy cái ảnh tượng đấy rồi, thì khi mà chồng mình ngồi chồng mình kể lại thì chồng mình mới biết là nó quá gian nan như vậy, kiểu đấy cảm động vô cùng lúc đấy về xong rồi kiểu thế. Đấy là cái nhà thứ hai. Và cái nhà thuê đấy nó có nhiều kỷ niệm khác nữa mọi người ạ. Ví dụ như là bọn mình biết tin có Cam ở đó này, đón Chun về từ những ngày đầu tiên khi Chun bé ở đấy này, rồi sinh nhật tuổi 25 của anh mà vợ bụng mang dạ chửa lên sân bay đón cũng là ở nhà đấy này. Rồi sau đấy thì những cái bánh bông lan trứng muối mình làm lần đầu tiên để mình bán kiếm thêm thu nhập cũng là ở nhà đấy này. Rồi xong rồi cái gì nữa ta, cái lò nướng đầu tiên anh sở hữu em tặng cho anh cũng là ở nhà đấy này. Cam đẻ ra xong Cam về cũng là về nhà đấy. Cam cũng đẻ ra xong cũng là về nhà đấy. Đúng rồi, đó. Cam vẫn ở nhà đấy mà. Xong rồi đến tận mãi từ những ngày sơ sinh, phải gần 1 tuổi, 7-8 tháng thì mới sang nhà kia. Đấy thì cái căn nhà thuê đó thực sự nó là nhà thuê, và bọn mình ở đấy mấy năm nhỉ? 2 năm. Bọn mình ở đấy 2 năm, nhưng mà thật sự nó là những cái kỷ niệm. Rồi cái xe ô tô đầu tiên bọn mình mua cũng là mua ở nhà đấy luôn. Cái Honda City ấy mua cũng là mua khi mà bọn mình ở cái nhà đấy luôn. Nó cho nên là trong 2 năm mà bọn mình ở cái nhà thuê đấy thì nó có rất là nhiều kỷ niệm. Nó diễn ra nhiều chuyện mà nó như là những cái viên gạch đầu tiên ấy mọi người, nó là những cái viên gạch đầu tiên đặt cho cái nền móng có với bọn mình ngày hôm nay. Đó, đấy chính là cái. Xong rồi ở nhà đấy mình còn bán đồ Cam Cam Chan, làm kho cho Cam Cam Chan luôn. Đó, nói chung là có rất là nhiều cái kỷ niệm ở cái căn nhà thứ hai đó của bọn mình ở. Và bây giờ sẽ đến căn nhà thứ ba. Đây cũng là một căn nhà rất ly kỳ, trời ơi. Chia sẻ với mọi người một chút nhất là bọn mình đi xem tướng rồi đi xem bói các kiểu đấy, thì bọn mình rất là có duyên, rất là có lộc nhà đất. Ở điểm đấy bọn mình cũng có một cái ý suy nghĩ là như này này, bây giờ ấy, mình mỗi tháng mình thuê nhà thì vẫn sẽ hơn là tự nhiên mình mang cả một cái cục tiền mình đi mình mua nhà. Nói chung là suy nghĩ hồi đấy đang thay đổi hơn so với bây giờ rất là nhiều, và bọn mình ủng hộ cái quan điểm là đối với hai vợ chồng trẻ thì nên đi thuê nhà hơn là việc đi mua nhà và trả góp hàng tháng, và thực tế thì cũng không có tiền. Cái nhà cũ bọn mình ấy nó ở tầng 19, nhưng mà câu chuyện nó lại như thế này là cái ngày mà môi giới dẫn bọn mình đi thì đi xem cái tầng 18, nhưng mà khi mà đến tầng 18 thì lại có một người ta ở rồi, và kiểu đại loại để môi giới mà người ta cũng không nắm được toàn bộ nhiều thông tin, thì mình nhiều môi giới ấy. Thế là mình cứ lang thang trong cái khu chung cư đấy, thì tình cờ mình lên đúng ở cái tầng 19. Thì mình vào thì mình lại đang thấy rằng là có người đang xem cái căn nhà đấy. Thế là thôi mình cũng vào xem luôn. Thế mình mới gọi một mình vợ, ôi vợ ơi, tình hình là anh thấy căn này đẹp quá, có nên qua xem không? Thì khi mà vợ mình qua xem, vợ mình cũng thích luôn, nhà trống trơn không có một cái gì cả, rất là kiểu em rất là thích luôn, nhưng mà đến nhà lại kiểu nhà trống trơn không có một cái gì cả. Và kiểu với bọn mình thì cái thời điểm đấy khi mà nhìn thấy căn nhà đấy nó quá là mỹ mãn rồi, bọn mình không suy nghĩ nhiều nữa, bọn mình quyết định là bây giờ tính cách tiền để mà làm sao mua được sớm nhất. Mà mọi người biết không, cái ngày hôm đó ấy, là ngày 23 tháng chạp, có nghĩa là một tuần nữa là đến Tết thôi. Thế là bọn mình mới về tích hết xem bây giờ trong nhà là có bao nhiêu tiền này, thiếu bao nhiêu tiền này, và nghĩ cách sẽ bù cái phần tiền thiếu đấy. Thì tại vì là một tuần nữa là đến Tết rồi ấy, cho nên là chủ nhà người ta bảo là
người ta chỉ nhận kiểu một cục tiền thôi, chứ người ta không kiểu nhận xé lẻ hay là như thế nào, hay là cho cọc xong một tháng sau thanh toán hay như thế nào cả. Người ta bảo chỉ có khoảng 3 ngày thôi. Và trong 3 ngày đấy bọn mình đi xoay tiền, thì bên nhà vợ mình, bố mẹ vợ cũng hỗ trợ một phần. Bên nhà mình thì ông bà ngoại của mình cũng lấy tiền dưỡng già ra để hỗ trợ vợ chồng mình một phần. Đấy, nói chung là mọi người thì cứ cố gắng, và mình cứ cố gắng vay những cái người mà trong họ hàng, trong gia đình của mình làm sao ấy để có thể mua được cái căn nhà đó, cộng với cả tiền của bọn mình nữa. Và cuối cùng thì mừng quá là bọn mình đã mua được cái nhà đó, xoay được cái tiền trong khoảng tầm 3 ngày mà không cần phải nhờ đến kiểu vay ngân hàng nọ kia các thứ. Tại vì thực ra là nói gì nói về bọn mình thì tất nhiên liều cũng có, nhưng mà trong đấy thì bọn mình cũng tính toán được rằng là nó không bị quá cái sức của mình. Khi mà chuyển vào một căn nhà nào thì mình cũng thường sẽ phải đi xem hướng rồi là phong thủy tiếp các kiểu đấy, thì cái cô xem cho bọn mình cũng nói là kiểu ui dồi, thôi đừng có xem nhiều cái căn nhà này làm gì, bởi vì thực ra bọn mình sẽ chỉ ở đây kiểu 4-5 năm thôi, không ở lâu đâu. Không ở lâu đâu. Trộm vía từ khi mà bọn mình vào căn nhà đấy thì mình cảm thấy là mọi thứ nó rất là công việc thuận lợi. Thuận lợi. Khi mà về căn nhà đấy thì mình cảm thấy là mình bắt đầu giàu hơn. Nói chung là trong những năm tháng đấy thì bọn mình cũng rất là thuận lợi ở về cả mảng kinh doanh lẫn là những cái công việc ở trên nền tảng xã hội của bọn mình thì cũng trộm vía hơn rất là nhiều. Thế là xong ở đấy thì Cam cũng lớn lên này, và kênh YouTube của gia đình Cam là ra đời từ căn nhà đó. Kênh YouTube gia đình Cam ra đời căn nhà đó, và thời điểm mà bọn mình mới làm xong thì cũng có rất là nhiều báo chí, người ta cũng qua phỏng vấn này, qua chụp ảnh, rồi qua xin lấy tin tức. Tại vì căn nhà đấy của vợ chồng mình cũng được mọi người yêu mến lắm, và mọi người nói chung bọn mình quý, mọi người thích nó, mọi người rất là thích nó, và bản thân bọn mình cũng rất là thích nó nữa. Mặc dù nó nằm ở một dự án chung cư, nó không phải là kiểu quá cao cấp sang xịn mịn, vẫn có những cái sự tranh chấp của cái dự án chung cư đó, mình chia sẻ thẳng là như vậy luôn. Nhưng mà với bọn mình thì căn nhà đó nó vẫn là một cái gì đấy rất là đặc biệt, và đến thời điểm hiện tại là bọn mình vẫn còn đang để nó ở ngoài Hà Nội. Bọn mình vẫn chưa bán, bọn mình vẫn đang để cái căn nhà đấy ở ngoài Hà Nội, bọn mình vẫn chưa bán. Và bọn tại mình thực ra cảm giác như là nó gắn liền với mình như một khúc ruột ấy mọi người. Có rất là nhiều bạn nói rằng là vì các bạn ấy là xem gia đình mình, sau khi mà biết trong bọn mình không ở đấy nữa thì cũng hỏi là em học gần đấy có thuê được không, hay em thích căn nhà đấy lắm như này như kia. Nhưng mà bọn mình không phải là vì kiểu không muốn cho thuê hay là kiểu không cần tiền hay gì đâu, mà chỉ cảm giác như nó là một là phần người thân của mình ấy, mình vẫn chưa muốn trao nó cho ai cả. Thế là bọn mình cứ để đấy, thì khi nào mà có cái kỷ niệm gì vẫn cảm giác như là nó vẫn đang ở với mình, chứ nó vẫn chưa giao cho ai cả. Nhưng mà chắc là trong tương lai thì bọn mình cũng vẫn phải bán thôi, tại vì bọn mình phải bán thôi, chứ bọn mình cũng không cứ thể để mãi được. Và tính đến ngày hôm nay thì để không nó khoảng một năm rồi. Chính ra là bọn mình vẫn đang cố gắng để cứ kiếm tiền, để cảm giác như là mình sẽ không cần phải cần đến nó để bán đi. Nhưng mà cũng biết đâu đến một lúc nào để bọn mình sẽ không còn thể gồng gánh được hơn chẳng hạn, hay là bọn mình cần phải chỉ chi tiêu để chuyển. Còn đơn giản là mình chỉ tìm được một bạn chủ mới nào đấy mà bọn mình cảm thấy rằng là có thể hiểu được và yêu thương cái căn nhà đấy, thì bọn mình có thể là sẽ bán. Mình đó. Có hai cây kim tiền ở đấy mà mọi người biết đấy, cái cây kim tiền ấy nó là một cái cây mà nó rất là nhiều tượng trưng cho tài lộc. Mình trong cái cây đấy nó cũng không có cái gì mà mình cảm thấy là mình ấy quá đâu, nhưng mà nó cứ ra hoa mọi người ạ, cây kim tiền mà ra hoa. Khi mà mình hỏi những người mà mình quen ấy về việc kim tiền ra hoa thì mọi người bảo kim tiền ra hoa là rất là tốt, rất là lộc, thì nó cứ ra hoa liên tục. Bố Kiên cũng rất là bất ngờ luôn. Xong bố Kiên cứ bảo là kiểu hay là mẹ chăm khéo ấy, nhưng mà mình thì mình thấy là mình chăm nó không phải quá khéo, ngày nào mình cũng chỉ ngồi ban công rồi mình để ý nó thôi. Thì xong đấy bây giờ mình chuyển nhà đi rồi, chị gái mình vẫn thường xuyên chăm xăm, chẳng ai tưới tắm cũng chẳng ai ở, thì mình cũng nghĩ là cây kim tiền đấy nó sẽ, tại vì là hồi đấy chuyển không thể mang nó vào được, nó nặng quá. Thế là cây đấy nó vẫn ra hoa mọi người ạ, và nó vẫn rất là xanh mướt. Cho nên là bọn mình cảm thấy rằng là sắp tới bọn mình chỉ muốn là ra Hà Nội được sớm, thì bọn mình sẽ tìm cách chở hai cây kim tiền đấy. Đấy, bọn mình muốn đi xuyên Việt ấy, bọn mình lái xe ra ngoài Hà Nội ấy, vì mục đích lớn nhất là bọn mình chở hai cái cây đấy từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh bằng xe ô tô của bọn mình, chẳng biết là máy bay thì đâu ai nhận đâu. Mình kiểu chuyển cả nhà trống trơn hết rồi, nhưng mà cái thứ mà mình yêu nhất lại mình không thể mang đi được, tại vì lúc đấy mình rối quá, hôm nay chuyển nhà, ngày mai chuyển nhà, rồi mình không. Đợt này hết dịch. Mình không thể chuyển cái cây đấy của mình đi. Thế là mình cứ đứng ra mình nhìn, xong mình bảo là sao mình không nghĩ ra việc là bây giờ mình sẽ đập chậu ra như nào. Lúc này không nghĩ ra được gì, chỉ biết là anh vận chuyển bảo là ui cái cây này không thể chuyển được em ạ, thôi em vào đây em mua cây mới đi, thiếu gì cây này đầy. Thì mình bảo thôi được rồi, thôi cứ biết thế đã, mai đi đã, mai bay đã, xong rồi tính sau. Thế là vào đấy xong rồi sau đợt sau ra thăm Hà Nội nhìn thấy cái cây thương quá khóc. Và thế là xong mình bảo lúc mà chị gái mình báo tin như thế thì mình bảo là không, chắc chắn là phải đợi ra Hà Nội để
Thôi được rồi, khi nào, nói chung là khi nào mà hết dịch mà bọn mình có thể đi xuyên Việt từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì mình sẽ phi thẳng ra ngoài đấy và mình chở hai cây vào trong thành phố Hồ Chí Minh, đơn giản vậy thôi. Ê, hôm nay chắc chắn clip này nó sẽ rất là dài nhưng mà bọn mình nghĩ rằng câu chuyện này nó rất cuốn nên là mọi người cứ xem đi. Mọi người xem thì mọi người xem, mọi người không xem thì... Nhưng mà để sau này mình còn xem lại, sau này nếu mình già quá mình quên mất những cái đoạn này của mình thì sao? Rồi mình kể lại, mình sau này mình bọn vợ chồng mình còn xem lại. Đó rồi, thì căn nhà đấy là những cái nơi mà bọn mình tự thiết kế này, tự đi tìm gạch này, gạch toilet thì bọn mình kiểu còn đặt, thậm chí đặt từ gạch toilet từ trong Hội An ra này, xong rồi gạch bếp, những cái lục giác màu vàng ấy, mọi người thấy ấy, nó là những cái mà bọn mình đặt riêng một cái cửa hàng bên Bát Tràng làm riêng theo cái phong cách như thế này. Nói chung là còn rất là nhiều bạn vẫn hỏi cái gạch đấy ở đâu. Xong rồi kiểu viên đá bếp bọn mình cũng là người trực tiếp đi chọn này, sàn gỗ cũng là người trực tiếp đi mua này. Nói chung là đấy là một căn nhà đầu tiên mà bọn mình sở hữu mà, cho nên là bọn mình chăm chút rất là nhiều. Chính vì vậy mà với bọn mình cái giá trị về vật chất có thể nó không cao nhưng mà về cái giá trị tinh thần thì nó rất là lớn. Tiếp theo mọi người nghĩ rằng là căn nhà tiếp theo của bọn mình sẽ là căn nhà này đúng không? Bọn mình đang quay vlog này trong thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Tuy nhiên thì đấy không đúng đâu mọi người ạ. Trước khi mà chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh thì bọn mình đã có cơ hội sở hữu vài căn nhà khác. Thì cái này thì mình sẽ kể nhanh thôi nhá. Đấy là khi mà bọn mình tìm được một cái dự án mà họ đang xây ở Minh Khai thì hai vợ chồng mình ở thời điểm đó cũng đã quyết định là sẽ mua hai căn, tại vì là vừa có ý định là bọn mình sẽ vừa đầu cơ là khi mà nó đang xây thì cái giá nó khá là hợp lý. Cái thứ hai là bọn mình cũng sẽ chuyển một căn nhà khác có diện tích lớn hơn, mà chỉ khi đó mà bọn mình mới ở cái căn nhà bọn mình vừa mua được 2 năm thôi. Đấy là bọn mình căn nhà 2 năm đấy là 90, căn nhà đấy là 92m2 mà căn nhà bọn mình mới mua là nó lên 160m2, rộng hơn rất là nhiều và có 4 phòng ngủ cơ. Thì bọn mình đã xác định là ở chuyển sang đó rồi ở bên Minh Khai. Thì bọn mình mua vào đầu năm 2019 và bọn mình dự kiến là khoảng tầm giữa năm 2020 bọn mình sẽ ở căn nhà đó. Bọn mình đã lên hết tất cả những cái thiết kế cho hai căn nhà đó, tại vì là một căn to thì bọn mình ở, còn một căn khoảng tầm hơn 100m nữa ở vị trí góc ấy, thì là sẽ là cho bố mẹ của vợ mình chuyển từ Đông Anh sang ở đó. Thì bọn mình đã mua hai căn như thế xong xuôi rồi và bọn mình đã lên tất cả những cái kế hoạch là sẽ sửa chữa nó như thế nào. Tuy nhiên thì đùng một cái bọn mình đi làm và bọn mình thấy rằng là bọn mình thích ở trong thành phố Hồ Chí Minh hơn, cho nên là bọn mình đã quyết định là bọn mình sẽ thanh lý. Từ từ để em nhớ lại cái đoạn đấy đã. Mình bán nhà đấy trước. Không, mình có quyết định chuyển vào Sài Gòn. Không phải. Mình song song hai việc, có nghĩa là mình vừa quyết định vào Sài Gòn và mình vừa quyết định song song một việc là để mà có thể chuyển được vào trong Sài Gòn là mình phải bán hai cái nhà mà mình mới mua đấy. Cùng lúc đó là họ kiểu xây cũng gần như xong cả cái dự án chung cư đấy rồi. Đó, cho nên là bọn mình mới quyết định là bọn mình sẽ bán luôn hai cái nhà ở Minh Khai đó. Thì khi mà bán hai cái nhà đó xong thì bọn mình chuyển lập tức là vào trong thành phố Hồ Chí Minh khi mà bọn mình ở đấy. Cái thứ hai là bọn mình cũng có sở hữu hai căn chung cư nữa ở Quảng Ninh ở Bãi Cháy. Và cái này thì bọn mình mua chung, cái này thì bọn mình mua chung cùng với cả gia đình. Là kiểu như là định nghĩ là khi nào mà đi du lịch biển những các thứ thì có một cái nhà của mình ở dưới đó thì cũng có thể ở những các thứ. Nói chung là cũng tiện lắm, cũng thích lắm, nhưng mà cái nhà đó thì thôi, tại vì là mình không ở mà, cho nên là mình cũng sẽ không nói tới nhiều. Nói chung là chia sẻ với mọi người là như vậy. Và cuối cùng chắc chắn là mọi người biết rồi đúng không, đó chính là căn nhà này. Với căn nhà này thì chắc là có lẽ là cái câu chuyện để mà chia sẻ về nó thì không nhiều, tại vì là trong một năm vừa qua thì bọn mình cũng nói về nó, cái lý do mà tại sao bọn mình về thành phố Hồ Chí Minh này, rồi tại sao bọn mình lại mua căn nhà này này, quá trình bọn mình xây cái căn nhà này nó như thế nào này, sửa cái căn nhà này nó như thế nào này. Rồi nói chung là nhiều cái của cái căn nhà này khi mà bọn mình đã làm video rồi thì cũng có nhiều cái mà phải chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên thì bọn mình cũng phải nói lại rằng là bọn mình chưa bao giờ bọn mình sẽ nghĩ rằng là bọn mình sẽ chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bọn mình cũng chưa bao giờ bọn mình nghĩ rằng là bọn mình sẽ sở hữu được một căn chung cư với bọn mình nó lại mỹ mãn được như thế này, từ cái vị trí, từ cái diện tích, từ cái view, từ cái giao thông đi lại, từ cái không khí, nói chung là tất cả mọi thứ nó rất là tốt. Và bọn mình chưa bao giờ bọn mình nghĩ rằng là bọn mình sẽ có cái ý định là sẽ sở hữu được một cái nhà như vậy. Muốn kể với mọi người một chút cái khó khăn khi mà bọn mình quyết định bọn mình chuyển vào đây, tại vì có lẽ là khi mà bọn mình up lên mạng ấy thì những cái gì mọi người nhìn thấy được thì nó cảm giác nó rất là dễ dàng, và một cái là có nhà có xe mới luôn. Mọi thứ nó rất là dễ dàng đúng không, nhưng mà thực ra không phải mọi người ạ. Đầu tiên là cái chuyện quyết định vào trường ở Sài Gòn đi, thì như mình chia sẻ lại với mọi người một chút thì
bọn mình quyết định chuyển vào Sài Gòn thì ok, giữa hai đứa thì rất là dễ. Thế nhưng mà Cam thì sao, ông bà thì sao, ông bà hai bên thì làm sao, rồi anh chị em thì sao, bạn bè nữa, nhiều cái. Rồi thực ra công việc của mình nó cũng gắn liền ở đấy chứ. Đấy, thế xong cửa hàng của mình này, thì khi mà bọn mình bảo là để mà hai đứa đi nhưng mà kéo theo rất là nhiều cái phải đi theo vào chúng mình, thì chúng mình cực kỳ suy nghĩ. Thì bọn mình cũng sau hôm đấy đi từ sân bay về nhà ông bà ở bên Đông Anh để đón Cam, thì bọn mình mới tự nhiên ngồi nói với bố mẹ là nếu mà bây giờ bọn con chuyển vào Sài Gòn thì có được không bố mẹ. Thì lúc đầu thì mình cứ nghĩ là bố mẹ mình sẽ bất ngờ, bố mẹ mình bảo là chuyển vào Sài Gòn á. Thế nhưng mà lúc đấy bố mẹ bảo là chuyển vào Sài Gòn à, ừ, thì các con thích thì các con cứ thử đi. Chồng nhớ không, lúc mẹ bảo với là mình như thế thì mình khá là bất ngờ, tại vì mẹ mình thì rất là tình cảm, lúc nào cũng muốn gần con cái. Nhưng mà tự nhiên mẹ mình bảo là ừ, nếu mà thuận lợi cho công việc của các con, thuận lợi cho cái cuộc sống của các con, và các con muốn thử thì các con nên đi. Bà ngoại mình cũng thế, khi mà nghe như thế, nhà chồng mình cũng thế luôn. Là bà ngoại mình chỉ hỏi mình một cái câu mà mình vẫn rất là nhớ, đấy là chắc chắn phải đi à, buộc phải đi à. Xong rồi bảo là vâng, con thì con nghĩ rằng là con muốn đi để cho mọi thứ nó thử, thì sau này mà kiểu như là nếu mà tốt thì nó sẽ tốt hơn, còn nếu mà nó không tốt thì con vẫn sẽ về Hà Nội mà, thì Hà Nội nó vẫn sẽ ở đó, nhà mình vẫn ở đây, gia đình mình vẫn ở đây. Thì bà mình bảo là, mọi người biết bà mình bảo gì không, bà ngoại mình bảo là thôi đi. Mặc dù mình biết chắc chắn rằng là trong thâm tâm của gia đình hai bên thì cũng sẽ rất là suy nghĩ, nhưng mà mọi người rất là đặt niềm tin vào vợ chồng mình ấy, cũng như là hoàn toàn ủng hộ vợ chồng mình, cho nên là mình thấy rằng là đấy là một cái điều mà bọn mình rất là may mắn. Thì khi mà bọn mình chuyển vào đây xong thì bọn mình cũng đi tìm rất là nhiều những cái dự án chung cư ở quận 2, ở quận 7. Mình cũng phải bắt taxi đi thử hết tất cả các dự án chung cư. Và cái dự án chung cư này, ban đầu khi mà mình mới biết đến thì mình thấy nó hơi xa, và mình còn định, có ý định là không tới cơ. Nhưng mà khi mà tới rồi thì mình cảm thấy khá là ok. Đúng theo cái câu mà các cô bảo là ghét của nào trời trao của đấy ấy. Thì bọn mình chỉ có ý định là bọn mình sẽ thuê thôi, tìm một cái nhà để bọn mình thuê và mình sống thử thôi. Nếu mà không thử mà không ok thì cả gia đình thì lại về. Khi mà xem được một cái nhà rồi, cũng là chính cái nhà này nhưng mà ở trên tầng cao hơn, thì có hai bác đến cũng xem cùng với cả vợ chồng mình. Thì vừa thấy mặt vợ chồng mình cái, vợ chồng mình bảo các này đẹp đấy. Hai bác thì thôi chốt nhá, các cháu ơi chốt bác thuê nhá, hai bác thuê này nhá. Thế là vợ chồng mình cũng khá là tiêu nghỉu luôn, tại vì vợ chồng mình bảo là ôi tiếc quá hai bác thì thuê mất rồi, tại vì cái nhà này nó thật sự rất là đẹp. Khi đến cái căn nhà đấy là căn nhà trống trơn mà lại không thuê được, thì mình bảo chồng mình là thôi bây giờ thuê thì cũng đắt, một tháng cũng ba mươi mấy triệu đấy. đắt quá luôn so với cả cái dự định của bọn mình. Thì mình mới hỏi anh bạn môi giới là kiểu thế đi, hay bây giờ mình tìm mua xem là như thế nào, để mình xem là nếu một căn nhà ở đây là giá trị bao nhiêu mà một tháng thuê đắt thế. Thì bạn ấy dẫn mình đi xem vài căn và đi đến căn này, không nhở, đi đến căn này luôn. Thì khi mà mình hỏi giá căn nhà này thì người ta mới gọi cho chủ nhà thì phát ra cho bọn mình một cái giá, thì bọn mình thấy là cũng hợp lý. So tức là bạn ấy cũng nói thẳng luôn với bọn mình là đây là giá rẻ nhất so với mặt bằng chung của cái vị trí này. Khi mà thấy cái giá nhà này nó hợp lý so với cái giá cả mà bọn mình đã từng nghe được mặt bằng trước đấy, thì bọn mình suy nghĩ đến chuyện là bọn mình quyết định là mua. Nhưng một trong những cái yếu tố mà bọn mình quyết định mua nữa, đấy chính là cái căn nhà đầu tiên bọn mình mua ở Hà Nội này, căn nhà thứ hai bọn mình mua ở Minh Khai này, và căn nhà thứ ba là căn nhà ở Sài Gòn này. Cả ba căn này nó cùng một tầng mọi người ạ. Nó như là một cái duyên ấy, nó cùng một tầng luôn. Và bọn mình không nghĩ là tại sao 19 tầng 19. Bọn mình không nghĩ rằng là tại sao khi mà bọn mình đi mua ba cái nhà ba vị trí khác nhau lại cùng mua một tầng như thế. Thật sự nó là như một cái sắp đặt luôn. Cái nhà đầu tiên thì đi xem tầng 18 lên tầng 19. Cái nhà thứ hai thì định mua tầng 20 nhưng hết để xuống tầng 19. Cái nhà này thì định đi thuê tầng 29 hết xuống 26 ở đấy. Hết xuống tầng này xem tầng 19 lại mua tầng 19. Nói chung đó cũng là một cái duyên để mà trong quá trình mua nữa. Đó, và trong quá trình mà bọn mình mua, bọn mình sang sửa, bọn mình ở cái căn nhà trong thành phố Hồ Chí Minh này như thế nào thì mọi người đã xem rất là nhiều video rồi. Thì đấy là một cái câu chuyện vui vui và bọn mình muốn chia sẻ cho mọi người. Và cũng rất là chúc mừng vợ chồng mình nữa là sau một năm ở đây thì bọn mình cũng mới, cái này là mình bật mí thêm nha, là bọn mình cũng mới mua thêm một căn nữa ở trên tầng cao hơn. Cũng cái vị trí góc mà như thế này, giống như bọn mình đang ở, nhưng mà ở trên tầng cao hơn. Và bọn mình mua thêm cái căn đấy để cho bố mẹ của vợ mình vào ở và cùng ở với Cam nữa, rồi nữa. Đó, thì bọn mình cảm thấy rất là vui về những cái gì mà bọn mình vẫn đang có thể, đang sẽ và đã đạt được. Đó, và đấy là những cái căn nhà
có thể vlog này nó hơi dài một tí, nhưng mà đấy là những cái chia sẻ của bọn mình về trong suốt quá trình 7-8 năm vừa qua, về những nơi mà bọn mình đã ở, về những căn nhà bọn mình đã mua, bọn mình đã thuê, hoặc là thậm chí nó chỉ là những cái căn phòng nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó, mình nghĩ rằng là có chúng nó, có những cái căn nhà nhỏ đó, có những cái buổi đêm mùa đông chạy từ tầng 3 xuống tầng 1 để đi tè như thế, thì mới có vợ chồng mình ngày hôm nay. Và trong tương lai nếu mà bảo vợ chồng mình có chuyển xuống nhà đất hay không thì cái đấy cũng là một cái mà bọn mình suy nghĩ. Nhưng mà để mà bên đây mình sẽ chỉ nói là để mình lưu lại cái khoảnh khắc này, và mình sẽ cố gắng là mình sẽ làm theo được nha, là vợ chồng mình sẽ muốn mua được một căn nhà và có được một cái khu vườn, một cái nông trại nhỏ để bọn mình có thể trồng rau và bọn mình có thể thỏa mãn cái niềm đam mê, ví dụ như là nuôi thêm chó hoặc là nuôi thêm động vật hoặc là trồng rau tự canh tác đó. Đấy là, đây là mình nói lại, còn trong tương lai thì mình sẽ cố gắng cho cái mục tiêu này của mình đó, vậy thôi. Thì cũng nhân dịp là bọn mình 1 năm ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình muốn chia sẻ với các bạn những cái điều này, và hy vọng rằng là mọi người có thể hiểu vợ chồng mình hơn, và mọi người mình heo lại khóc rồi, mọi người có thể hiểu mình hơn. Và trời, mình thật sự là không, đâu đang muốn tìm cái điện thoại của chồng mình xem cái ảnh một lúc. Chưa bao giờ, chưa bao giờ. Thôi cái đấy anh sẽ up cái ảnh đấy lên trên màn hình này. Và đó, và mình rất là, đây là cái ảnh của mình chồng đây, mình lưu ở trên điện thoại về. Đây là cái mục tiêu sắp tới của vợ chồng mình, đây là cái mục tiêu. Nói chung là sống mọi người ạ, phải có mục tiêu chứ đúng không? Đấy là cái mục tiêu sắp tới của vợ chồng mình, và vợ chồng mình sẽ cố gắng làm sao để bọn mình đạt được nó, không phải để bọn mình chứng tỏ với mọi người thấy rằng là mình là người giàu có hay là mình là người như thế nào cả, mà để phục vụ cho chính cái mục đích cũng như là cái cảm xúc cũng như là cái cuộc sống của bản thân vợ chồng mình, của con cái mình, của những người thân của mình thôi, chứ mình cũng chẳng cần phải chứng tỏ với ai cả. À, vậy thôi. À, vlog này nó hơi đó thì tại vì em rất là muốn nói mọi người ớt hôm nay cay quá. Nhưng mà nói chung ý là bọn mình muốn là qua cái video ngày hôm nay, ngoài cái chuyện là chia sẻ câu chuyện về những cái tổ ấm mà bọn mình đã cùng nhau trải qua, có được với nhau và đến tận bây giờ, thì bọn mình cũng muốn gửi đến bạn đang theo dõi bọn mình, cũng là những người mà đang yêu nhau cũng những năm tháng đầu tiên, hay là đang chuẩn bị đến cái giai đoạn kết hôn hay là đi vào cuộc sống hôn nhân, dù ở độ tuổi nào, thì mình nghĩ rằng cái chuyện về cái tổ ấm của mình nó sẽ rất là khác cái chỗ là nơi ở. Nó khác rất là nhiều mọi người ạ. Tại vì khi mà mình định nghĩa về cái tổ ấm của mình, nó không chỉ còn đơn giản là ngôi nhà này nó được xây bằng bao nhiêu viên gạch, giá trị bao nhiêu tiền, hay là như nó phải rộng thênh thang hay là như thế nào nữa. Có thể là những cái năm đầu tiên của bọn mình, từ việc là chỉ cần nơi ở xong đấy là cần một cái chỗ gọi là chỗ ở đó, chỗ ở xong đấy thì bắt đầu là tìm đến một chỗ là nhà, là nhà xong đấy rồi bọn mình tìm đến một chỗ là để cho bọn mình có một chỗ để làm tổ ấm đó. Tổ ấm dần dần nó cứ sẽ xây dựng lên như thế, tức là mình cảm giác là mình ở trong ngôi nhà đấy, mình sẽ cảm thấy là mình được ở nhà, mình cảm thấy là được rất là vui vẻ, thì an tâm, kiểu như là bình an, khi bình ở an đây. Bình an, tìm được cái cảm giác bình an đấy. Và chia sẻ với mọi người là 4-5 tháng vừa rồi bọn mình ở nhà suốt, nhưng mà bọn mình cảm thấy rằng là rất là dễ chịu ở cái cảm giác của mình, là mình được bao bọc ấy, mình không phải lo sợ một cái gì cả, là ở những ngày mai nó thay đổi rồi nó sẽ ra sao, hay là những ngày mai mình không thể bao giờ đi ra đường được nữa thì sao, thì mình vẫn cảm thấy là yên tâm. Thì bọn mình đấy, như bố kia mới chia sẻ là rồi, bọn mình sẽ tìm đến một cái nơi như bọn mình tưởng tượng là như vậy. Tại vì bọn mình khi ở đây thì bọn mình đã bắt đầu cảm thấy rằng là ở có thể là kiểu cái chỗ ở mình bé tí thì cũng được, nhưng mà tất cả những cái bao xung quanh mình là thiên nhiên thì nó phải thật là nhiều để cho chum chan rồi cam. Sáng nay bố kiên vừa nói mình là bố kiên với mình sẽ cố gắng là để cho chum, trước khi có thể tuổi thọ của chum sẽ chỉ được 4-5 năm nữa thôi, thì bọn mình muốn là có một cái vườn thật là rộng cho chum có thể chạy đái khắp nơi. Ừ. Đó. Đấy thì nói chung là tùy là mọi người hãy cố gắng lên, mọi người hãy cố gắng lên. Mọi người, mình nghĩ rằng là mọi người sẽ làm được thôi. Và quan trọng là chúng ta phải biết đủ. Và khi mà biết đủ thì chúng ta sẽ thấy hạnh phúc. Và hãy cố gắng là vợ chồng hay là người yêu thì hãy cùng em nó bị giọng này, thế em không thích cái giọng này với em. Người yêu hay là mọi thứ thì nói chung là cùng chí hướng ấy, đặt niềm tin và cùng. Thôi đây để em nói lại. Nói chung là giữa hai người chúng ta chỉ cần có kiểu chung cái chí hướng và cùng một cái để mà mình xây dựng lên ý.
có thể lúc hồi đầu vợ chồng mình cũng hay có những cái suy nghĩ khác nhau. Bố Kiên thì mong muốn hồi đầu thực ra cũng hơi khác vợ một tí. Vợ thì kiểu cứ mình thì mình muốn những cái gì nó kiểu đúng không, nó có thể thiên nhiên nhất, mộc mạc nhất với mình thì mình càng thích. Nhưng mà nó phải thoải mái, chứ không phải là kiểu mình tự làm giảm chất lượng cuộc sống của mình hay như nào cả. Nhưng mà đấy thì có thể là có một giai đoạn chồng mình cũng hỏi là họ làm thế nào để kiểu giàu như thế nhở, hoặc là kiểu không biết sau này mình có thể đâu. Nhưng mà mình nghĩ rằng là giàu cho dù có giàu tiền bạc đến mấy chăng nữa, nhưng mà nếu mà mình ở trong căn nhà của mình mà mình cũng không cảm thấy là mình thoải mái hoặc là mình được sống mỗi ngày ấy, thì nó cũng chẳng để làm gì cả mọi người ạ. Cho nên là mình rất là vui khi mà chồng mình cuối cùng cũng đã cùng một cái suy nghĩ về mình đến bây giờ. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video này nhá. Và mình hy vọng rằng là sau video này thì có thể truyền cho mọi người được một chút cảm hứng về những gì mà bọn mình đã trải qua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì xem hết video này. Bọn mình ăn đây, bye bye. Video thật là nhiều, nước mắt của tôi.